Hello, bé ba xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay bé ba sẽ đi review cho cả nhà coi về một cái nhà kính trồng cái xương rồng đồ này kia cả nhà. Đây là bé ba vừa mới đi xuống chung cư của bé ba thôi. Thì cái nhà kính đó, nó cách nhà bé ba khoảng mấy trăm mét hay gì thôi, sát bên vậy á. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bé ba đi từ hồi mới qua Nhật tới bây giờ. Thì vừa mới xuống nhà xe cho nên là vừa đi vừa nói chuyện vậy được, mở khẩu trang ra được hen. Chứ đi lên hồi lên cái chỗ kia là phải nhờ bạn của quay giùm. Rồi đây nè cả nhà, cái hàng này là cái hàng Sakura nha. Nhà bé ba là cái tòa nhà ở đằng sau đó. Cái hàng này là cái hàng Sakura hoa anh đào đó. Thôi anh đợi em đi. Đó, đây là cái ra đường xe chạy rồi nè cả nhà ơi. Xung quanh rất đẹp, mày nhìn vô đi. Ôi ôi, thấy chưa, anh Nhi đẹp trai quá à. Nắm tay em qua. Chưa, để quay cho cả nhà coi camera sao hen. Rồi bây giờ là một lát nữa, không có qua đường đó nha. Trời ơi chạy. Rồi xong rồi đó. Để quay camera sao nha cả nhà ơi. Đó cả nhà ơi, bên đây hen là trường học. Đó, còn cái khu nhà trên đó đó là nhà của bé ba. Bé ba đang đi đây là cái hồ nè cả nhà ơi. Còn ở phía trên đó đó, cái phía trên cái khu đó đó là khu nhà kính. Bây giờ bé ba sẽ lội bộ đi lên đó. Bây giờ cầm điện thoại mà lạng quạng gớt xuống cái hồ này là tiêu luôn nè cả nhà ơi. Cái hồ này là nó có cá nhỏ nhí ở dưới đó, đã lắm. Đấy, cá bự. Thôi cá bự kìa. Đâu cá bự, mày đừng có chỉ cái dù, thấy không biết cả nhà thấy không ta. Trời, rồi sao thấy cá bự nó gớt dưới tiêu luôn không nội. Đâu rồi? Đâu? Đó. Mà thấy không biết thấy không nè. Thôi kệ, quay vậy đi, rồi thấy hay không về tính tiếp. Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy cái đường đẹp không cả nhà? Đây là đường bé ba đi lên nhà kính. Trời đất ơi, giống như mình đi vô rừng vậy hả mày? Công nhận đẹp ghê luôn á. Ôi, đi đường này nhớ cái đường đi lên Vũng Tàu, đường lên Giống Đá. Nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Trời ơi. Ôi nghe tiếng ve hát đã hả mày. Mùa ve mùa hè. Trời ơi, cầm cái cây gimbal mỗi tay chết ngựa luôn nha. Ê hay mày quay cho tao đi Nhi. Thôi để tao quay một chút đi, rồi mày quay cho tao bước lên nha. Mình quay lại cái cảnh nãy giờ mình đi lên nè. Thôi đi lẹ đi, đóng cửa. Trời má đẹp. Đẹp quá trời đẹp. Cả nhà ơi, bé ba vừa mới mua hai cái vé nè cả nhà. Một vé là 42.000 phải không? Chừng 42.000 vậy đó. Nó lấy nét bị hư rồi nè. Hai cái vé. Bây giờ là mình bước lên trên nhà kính đó nha. Một người là 40 mấy ngàn tiền phí vô cái nhà kính này á cả nhà. Đây là bé ba cầm hai cái vé là đi hai người ha, bé ba với bạn bé ba. Cả nhà thấy hoa đẹp không? Gì cây táo gì?
Cả nhà ơi, cả nhà có nghe tiếng gì không? Tiếng nước chảy á, cả nhà. Bé Ba đang đứng ở cái khu làm cái khu suối nước nóng. Ở trong này nó ghi là suối nước nóng gì đó. Bé Ba đi vô là ấm hẳn luôn. Ngoài trời đang mưa cả nhà. Cho nên là bé Ba đang đi vô khu này là khu suối nước nóng ha. Đằng sau lưng bé Ba là cái hồ cá coi nhỏ xíu à. Để bây giờ bé Ba sẽ quay gần lại cho cả nhà coi nha. Ăn dữ à, ăn dữ. Dữ dữ dội. Ăn quá trời ăn, má ơi. Mày đụng mà mày lọt xuống dưới. Mày quẩy quẩy cái tay gì nó tự nó lại nè. Nó lại. Mày quẩy thôi nó lại à. Không có quá đâu. Mày tính chui dưới hay gì? Ăn rồi không có lại nữa đâu mà tao thấy nó đó, tao sợ đó, đó, đó. Mấy cái con này á mày tao thấy nó sợ quá. Gì đâu mà bây giờ mày mày có quay tao không? Không. Đó nó lại. Ê, đó. Nhưng mà mấy con ở Việt Nam nhỏ 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 vậy á nghe mà tao chơi được chứ cái con bự này tao thấy tao sợ quá. Quay chưa ông nội? Đang quay đâu thấy nó sợ quá à, bự bạch nè. Quay chưa? Không quay, quay đó, ra nó lại kìa, nó lại kìa. Thằng cá bự kìa. Thằng cá bự chả kìa. Mày quay cái đụng má mà quay gì rồi con nào lại. Quậy gì chất vôi lại kìa, kìa cá vàng kìa. Cưng, cưng. Đâu rồi, nó đâu rồi, nước kìa. Nó đó, nó dễ thương. Nó lượn hoài luôn kìa. Cắn nó chết mẹ tao. Nó lượn hoài luôn kìa. Nó cắn nó chết mẹ tao. Ê, chân tạch rồi tao chết. Mày, tao chui vô tao chơi nữa. Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ. Kìa kìa nó lại kìa quá trời kìa. Mày quay chưa? Mày bắn quay đáng luôn á. Đừng có sợ. Đừng có sợ.
Thôi được rồi, đủ mới mà quậy khô hụt. Ăn nè mấy mẹ ơi. Nè, thức ăn nè. Dễ thương. Ơi Nhi, Nhi. Tao quay nãy giờ mà đâu phải gõ luôn á. Ơi nó chú y cưng quá à. Cái quen tao rồi đó Nhi. Quay lại đi Nhi, bấm bấm tắt quay lại Nhi. Cái quen tao rồi đó Nhi. Ê, cưng quá à. Nhi, Nhi thấy không Nhi? Cái quen tao rồi đó. Hết đồ ăn rồi. Cả nhà ơi, đây là cái dừa cạn nè.